Vâng, một mẫu xe dành cho các bác tập lái. Một mẫu xe mà dành cho các bác muốn mua một chiếc xe hơn 100 triệu của Nội Đồng Cuối Đá. Đó là một chiếc xe Toyota Vios mà ngày hôm nay em mới về đây. Đợt vừa rồi thì có rất nhiều bác hỏi về dòng xe Vios mà có giá tầm loanh quanh hơn 100 triệu. Thì hôm nay tôi đang sẽ về cho các bác một chiếc Vios 2005, số sàn máy 1.5, tư nhân biển Hà Quảng Linh. Xe đẹp không lỗi các bạn nhé. Vâng, vậy thì quý bà con, các bác anh chị em nào quan tâm về cái mẫu xe như thế này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho tôi đang có tuổi Hải Phòng qua số hotline của em là 0816662386 hoặc 0971255863. Vâng, một chiếc Vios 2005 đã được độ lên na đang đúc, lên màn hình Android, lên cam lùi và cam hành trình. Vâng, một chiếc xe còn khá là cứng xe cho anh em mà cái giá chỉ loanh quanh hơn 100 triệu một tí thôi. Vậy thì quý bà con, cô bác anh chị em nào quan tâm về cái mẫu xe Vios này thì hãy đến gặp em Tuấn Anh của Hải Phòng, địa chỉ thôn 1 Bắc Sơn An Dương Hải Phòng, để có thể em sẽ cho các bạn một cái giá hợp lý nhất. Nếu như anh em nào mà không đến được thì có thể cọc cho em vài triệu là em sẽ đánh xe tận nhà cho mọi người luôn, với giá chỉ có 129 triệu đồng thôi. Thực sự là Vios bây giờ đời sâu như này là quá là rẻ rồi, 129 triệu thôi. 129 triệu nói luôn là 129 triệu là các bạn đã sở hữu được một chiếc Vios còn quá là đẹp như thế này các bạn nhé. Còn quá là đẹp luôn. Hệ thống na đang đúc, loa đang phay khá là ok cho anh em. Tất cả hệ thống táp lô, táp ly cũng như sơ si của nó thì rất là đẹp. Cam kết cho anh em xe không có bị đâm đụng tai nạn nặng, không có ngập nước. Còn va quẹt xước sát để sơn từ năm 2005 đến giờ thì chiếc xe cũng không thể nào mà giữ được cái độ nguyên bản, đúng không ạ? Từ những cái cản trước này thì cả sau rồi nó có thể nó va quẹt. Hệ thống đèn của nó đèn nguyên bản. Đèn nguyên bản từ đầu và nó cũng là một cái đèn nguyên zin. Thì anh em thấy cái độ ố của nó là theo thời gian và ố đều như nhau theo thời gian luôn các bạn nhé. Ố đều như nhau theo thời gian luôn. Nó ố theo thời gian. Đấy. Hệ thống la răng của nó là la răng đúc khá là đẹp cho anh em. Dàn lốp cũng như là tất cả mọi kích thước của chiếc xe thì khá là đẹp. Vâng, đăng kiểm thì đến tháng 11 năm 2022 em sẽ đăng kiểm mới tinh cho mọi người. Đúng ạ, đăng kiểm mới tinh vì xe vừa về ngày hôm nay mới dọn dẹp rửa ráy xong. Nên em sẽ đăng kiểm mới tinh cho các bác cũng như bà con. Đăng kiểm thì nó chỉ có 6 tháng thôi, tại vì đời 2004 đến giờ thì nó chỉ có 2005 đến giờ nó chỉ 6 tháng thôi. Tất cả la răng đúc của chiếc xe khá là đẹp và khá là hợp lý cho bà con. Vậy thì bà con, các bác anh chị em nào quan tâm về mẫu xe Toyota Vios, một chiếc xe cực kỳ đẹp như này, Đồi Đồng Cuối Đá như thế này, về mua về tập lái này, tránh mưa này, hay là chạy loanh quanh thì hay là chạy xa đồng Vios này thì cũng khá là ok và ổn định luôn. Tất cả đều rất là đẹp chưa nhỉ. Vậy thì quý bà con, cô bác anh chị em nào quan tâm về cái mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho tôi đang có tuổi Hải Phòng. Tất cả đều rất là đẹp cho anh em nhé. Vâng, về phần nội thất bên trong xe thì với chiếc xe như thế này, được trang bị một bộ áo ghế bằng da màu kem khá là đẹp. Và hệ thống táp lô táp ly của nó là hai màu, hệ thống táp lô táp ly hai màu. Và vô lăng của nó thì khá là ok, vô lăng bản G. Hệ thống cửa số thì đã được thay một cái cửa số khá đẹp cho anh em đây. Màn hình Android VML. Tất nhiên thì keo chỉ của nó lôm nhôm thôi nhé, không được zin như từ đầu. Keo chỉ lôm nhôm, tôi đang nói luôn. Và hệ thống táp lô táp ly của chiếc xe thì khá là đẹp, để anh em vẫn thấy như đó này. Tất cả đều rất là nguyên zin cho nhà máy sản xuất luôn. Cột kèo nguyên zin. Cột kèo nguyên zin cho nhà máy này. Rất ok này. Rất đẹp cho anh em. Vậy quý bà con, cô bác anh chị em nào quan tâm về cái mẫu xe này, một mẫu xe tập lái tránh mưa tránh nắng, thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo cho tôi đang có tuổi Hải Phòng để có thể cập nhật về những cái mẫu xe này. Bà con, cô bác anh chị em nào quan tâm thì hãy nhớ nhấc máy và alo cho em. Tất cả cột kèo của nó là nguyên zin hết nhé, không lỗi, không đâm đụng, không tai nạn và cũng không có ngập nước gì. Vậy thì quý bà con có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em để xem và trải nghiệm. Tất cả nó rất là đẹp, xịn sò. Nói chung là dòng này mua về tập lái thì cực kỳ là bền. Đẹp cho anh em. Kích thước và lốp dự phòng của chiếc xe thì đầy đủ hết theo xe các bạn nhé. Kích thước thì đầy đủ hết theo xe rồi. Nói chung là với cái tầm tiền hơn 100 triệu, 129 triệu thôi, là bà con các bác anh chị em đã sở hữu được một chiếc xe Vios bản 1.5 số sàn, mua về tập lái tránh mưa tránh nắng thì khá là đẹp, khá là chất lượng cho quý bà con. Vậy quý bà con, các bác anh chị em nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhấc máy và alo cho tôi anh ô tô Hải Phòng. Một chiếc xe khá là ok. Chân của nó là trần 5D chống nóng rất tốt luôn. Với cái thời điểm này thì trần của nó cũng đã bị cũ rồi, bẩn rồi, nên là chủ xe cũng đã bọc lên cái trần 5D.
À, tất cả đều rất là xịn sò, cột kèo nguyên zin. Vậy thì anh chị em và bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu mua một chiếc xe về tập lái tránh mưa tránh nắng thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý nhá. Vâng. Nội thất của nó thì cực kỳ sang chảnh và đẳng cấp. Chất lượng hoàn hảo. Vâng, màn hình Android to phạc. Tất cả mọi thứ, nội thất ghế da rất là mềm và rất xịn sò. Rất ok để anh em có thể mua. Rất xịn sò luôn này. Vâng. Một chiếc xe Vios lý tưởng như thế này, một chiếc xe mà chỉ bỏ ra có 129 triệu thôi thì bà con cô bác đã sở hữu được chiếc xe như này. Em nghĩ là nó quá là hợp lý để đi rồi. Chỉ có 129 triệu thôi là bà con cô bác anh chị em đã sở hữu được một chiếc Vios 2005 số sàn. Một chiếc xe khá là hợp lý để anh em sở hữu đó này. Bà con cô bác anh chị em nào có nhu cầu thì hãy nhớ nhấc máy và alo cho em nhé. Rất ok, rất xịn sò. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong xe này. Nội thất chiếc xe thì được trang bị một bộ vô lăng khá là đẹp. Vâng, máy của chiếc xe thì chúng ta sẽ cùng nổ. Máy nổ khá là êm và củ số của nó khá là đẹp cho anh em. Củ số khá đẹp này. Đấy, củ số khá đẹp luôn này. Tất cả hệ thống kính của nó thì khá là đẹp. Đấy, kính của nó khá là đẹp cho anh em này. Tất nhiên cái dòng này thì nó là kính lưng. Nó là kính nâng chứ không phải là kính nguyên bản, nên là nó cũng hơi sọc sạch một tí, nhưng cái đấy thì nó đơn giản thôi, chỉnh sửa nó khá là hợp lý cho anh em rồi. Đấy. Tất cả hệ thống gương kính chỉnh điện đầy đủ hết nhá. Đấy. Không phải chỉnh tay đâu ạ. Trên đây nó có một cái màn hình nhưng không biết nó còn hoạt động hay không. Vì ở đây nó đã có một cái màn hình Android xịn sò rồi thì anh em cứ thế là sử dụng nó thôi. Cái này coi như là gương chiếu hậu. Và chiếc xe thì được trang bị cả màn hình Android. Rất xịn sò. Hệ thống gạt mưa phun nước của chiếc xe thì nó rất ok. Với cái bản Nimo này thì nó chỉ trang bị gạt mưa 2 lớp thôi. Vì thế nên anh em cứ yên tâm mà sử dụng thôi. Trần nỉ này, tất cả hệ thống đèn trần của nó thì cũng khá là hợp lý cho anh em. Nội thất đây, nội thất ghế da rất xịn sò. Và con cô bác anh chị em nào đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy và alo cho em. Có cả khóa khiển. Khóa khiển với khóa của nó. Đúng khóa của nó rồi. Đúng quá kiểu đó rồi nhé. Điều hòa thì rất là mát. Nói chung là với một cái tầm tiền mà nó chỉ có loanh quanh hơn 100 triệu thì em nghĩ với cái dòng xe Vios này, đó là một chiếc xe cực kỳ hợp lý để cho anh em mình tập lái tránh mưa hay là sử dụng nó một cách yên tâm hơn, đúng không ạ? Nói chung là dòng Vios thì nó chả có góp sự gì nhiều. Và đặc biệt thì với một cái chiếc xe mà nó cái tầm tiền của nó chỉ có loanh quanh hơn 100 triệu một tí thì đây là chiếc xe cực kỳ hợp lý. Đó. Hệ thống đèn pha của nó thì khá là ổn định và khá là chất lượng cho anh em. Vâng, rất hiếm khi thì chúng ta mới thấy được một cái máy của con Vios đời 2005 mà lộ êm như thích như thế này. Đó, hệ thống máy của nó rất là đẹp và chất lượng. Tất nhiên thì phần máy của nó thì đã qua căn chỉnh rồi. Tờ 205 đến tờ nó rơi vào tầm 18 năm rồi. 17, 18 năm rồi. Mà máy của nó còn êm như thích như này là chúng ta mua thôi. Không quan trọng là máy zin hay không nhá. Vì Tuấn Anh đã cam kết cho anh em là không có ngập nước rồi. Máy số còn rất là chất lượng luôn này. Nó êm như thế này là chúng ta thích rồi. Tất cả cái lớp lỉ, cách nhiệt ở bên trong này nó còn nguyên bản. Rất xịn sò, rất là đẹp. Máy số thì đại chất rồi. Vâng, bà con, cô bác, anh chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về cái mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho tôi đang có tuổi phòng qua số hotline của em là 0816662386 hoặc 0971255863. Địa chỉ cửa hàng của em thì nằm tại ngay thôn 1 Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng. Đối diện với bên kia là ngôi chùa Cao Linh ạ. Ngôi chùa có thể nói linh thiêng hơn 300 năm nay rồi. Có lịch sử hơn 300 năm rồi. Đấy là ngôi chùa mà chỉ cần gõ trên bản đồ thôi, gõ trên định vị thôi là sẽ ra. Và các bạn đến cổng chùa thì tức là cửa hàng của em nó ở đối diện. Đấy. Cảm ơn tất cả mọi người, bà con theo dõi video của em. Chưa biết là các bạn có mua được xe không, nhưng Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý bà con, cô bác, anh chị em nhé. Vâng, xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo ạ.